Xin chào anh em, tôi là Hàm Rồng đây. Chào mừng anh em quay trở lại với Hàm Rồng Studio. Thì hôm nay tôi sẽ có một cái bài mà tôi đi hướng dẫn cho anh em về cái cách đảo chiều động cơ. Động cơ đây là động cơ một pha sử dụng 2 tụ và có mã vít. Anh em lưu ý nhá, là động cơ một pha sử dụng dòng điện 220 và có 2 tụ và có mã vít đằng sau. Thì như cái phần intro vừa rồi thì anh em đã nhìn thấy ạ. Đây là cách mà tôi đảo chiều động cơ bằng cái con cầu dao đảo. Cầu dao đảo ở đây là tôi sử dụng cầu dao đảo 3 pha nhá. Dòng điện thì tất nhiên là sẽ sử dụng dòng điện một pha rồi, thì tại vì là động cơ này của tôi là động cơ một pha. Thì đối với cái cách đấu nối của động cơ một pha thì tôi chắc tôi không bàn lại để làm gì, thì tôi cũng đã hướng dẫn cho anh em về cách hoạt động của nó. Thường thường đối với loại động cơ một tụ, hai tụ một pha và có mã vít đằng sau thì thường thường người ta sẽ ra làm 6 đầu dây. Thì việc đấu nối của dây tụ thì những cái vấn đề này thì tôi cũng không bàn để cho anh em biết. Thì cái này thì tôi cũng đã nhắc cho anh em về cái cách làm cũng như là hướng dẫn cho anh em rồi, thì ai chưa xem thì cũng có thể là anh em xem lại ở trên cái kênh của tôi, chịu khó một chút. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho anh em về cách anh em đảo chiều động cơ. Thì ở đây thì tôi cũng sẽ có những cái sơ đồ như sau. Thường thường đối với loại động cơ một pha, người ta sẽ cho anh em ra làm 6 đầu dây, được chưa? Ra làm 6 đầu dây thì tất nhiên có một số động cơ thì nó sẽ thay đổi, nhưng về nguyên tắc hoạt động cũng như là cách đấu thì nó không có gì khác nhau cả. Thì anh em ở đây thì tôi cho anh em một cái sơ đồ, thì anh em hãy nhanh tay anh em chụp lại. Thì bây giờ tôi với anh em sẽ cùng nhau đi làm. Thì theo cái mặc định của nhà sản xuất ấy, thì khi mà anh em mua về, ở đây thì tôi đang hướng dẫn cái loại động cơ của tôi nhé, được chưa? Thì người ta sẽ cho anh em theo cái mặc định ban đầu nhé. Tức là nó sẽ có 6 chân như là U1 này, V1 này, W1 này, U2 này, V2 này, W2 này. Thì người ta sẽ cầu lại những cái thanh đồng. Tức là theo cái mặc định của nhà sản xuất thì người ta đã cầu sẵn những cái thanh đồng này để cho anh em chỉ việc cắm nối nguồn vào hai chân như là U1 và V2 là sử dụng được. Đây là theo chiều quay thuận. Còn chiều quay ngược thì nó chỉ ngược lại. Ví dụ như là U1 đang kết nối với U2 thì nếu mà quay ngược lại thì cần là U2 kết nối với V1 như cái thanh ở dưới đây, như cái thanh đồng ngang. Ở đây thì tôi vẽ chưa được đẹp lắm thì anh em thông cảm cho. Đấy là cái mặc định ban đầu. Còn bây giờ á, nếu mà anh em muốn đảo chiều động cơ, tất nhiên là cái mặc định của người ta thì người ta chỉ cho anh em quay một chiều thôi. Còn nếu mà anh em muốn quay ngược lại thì bắt buộc anh em phải đảo lại những cái thanh đồng. Thì bây giờ ở đây thì tôi đảo chiều bằng cầu dao đảo 3 pha, đúng không? Thì những cái thanh đồng này thì tôi cũng phải tháo ra, tôi tháo bỏ ra nhé. Thì tôi sẽ kết nối bằng dây, được chưa? Theo mặc định ban đầu thì người ta kết nối sẵn cho anh em rồi này. Ví dụ như là U1 và U2 là kết nối sẵn, hay là U1 và V1 nhé. Còn V1, V2 thì cái vấn đề này tôi cũng không nói, tại vì là đây dành cho những cái dây tụ và dây khóa thôi. Tôi chỉ nói về cái cách hoạt động của nó. Thì muốn nó hoạt động thì chỉ việc cấp nguồn vào chân U1 hoặc là V2 hoặc là U1 hoặc là U2, đấy tùy trường hợp, tùy theo chiều quay. Thì anh em phải bỏ những cái thanh đồng này ra. Còn đây tôi có một cái cầu dao đảo 3 pha thì nó sẽ gồm có 6 chân như là 1 này, 2 này, 3 này. Đánh theo ký hiệu này, 1 2 3 này. 4 5 6, được chưa? 4 5 6 7 8 9. 7 8 9. Thế anh em đấu chiều nào cũng được, nhưng mà đã đấu theo những cái quy tắc này thì anh em phải tuân thủ theo những cái quy tắc mà tôi đã đưa cho anh em. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái sợi dây nguồn, vẫn là cái dây mọi khi tôi đấu nối cho anh em, gồm một đỏ, một trắng và dây lửa và dây nguội, và một sợi dây nối ra động cơ. Thì sợi dây này nối ra động cơ thì tôi có 3 dây nhá, 4 dây chứ quên,
Ở đây tôi có 4 dây này, 4 cặp dây này, hiểu chưa? Phần đầu này, phần cuối này, hiểu chưa? Bây giờ tôi sẽ đi đấu cho anh em này. Trước tiên thì dây lửa tôi sẽ đấu vào chân số 4 này. Anh em lưu ý là theo mặc định ban đầu thì người ta sẽ cho anh em những cái thanh đồng ở trong động cơ, thì tôi sẽ trích dẫn lại cái hình ảnh sang phía bên, thì anh em nhớ phải bỏ những cái thanh đồng này đi và anh em chỉ cần kết nối bằng sợi dây 4 chân ở đây là được. Ở đây tôi có sẵn sợi dây 4 chân thì tôi đấu nối cho anh em thôi. Ok, tiếp theo chân số 7 và chân số 9 tôi sẽ chập lại với nhau và chập vào U1 nhé, tức là vào chân số 1 ở đây, được chưa? 7 với 9 này, số 7 đây, số 9 này, đúng không? 7 với 9 chập lại với nhau và chập tiếp ra U1. U1 là gì thì tôi sẽ giải thích sau đây luôn cho anh em. Ở đây thì tôi sẽ đi kiếm một cái sợi dây để tôi làm cho anh em xem. Những cái thanh này thì anh em nên đấu phía dưới, thì đây tôi làm cho anh em thì bắt buộc tôi để phía trên này cho anh em dễ nhìn hơn thôi. Tiếp theo là một sợi dây xanh này. Số 7 với số 9 tôi chập lại với nhau nhé, 7, 9 chập lại với nhau. Từ số 9 tôi sẽ chập sang số 1, tức là sang U1. 7 với 9 này, hai sợi này thì tôi sẽ chập lại với nhau. Được chưa? Số 7, số 9 tôi đã chập lại với nhau bằng sợi dây vàng và tôi sẽ kết nối bằng sợi dây xanh sang chân số 1, tức là U1. U1 của tôi ở đây là gì? U1 của tôi tức là cái điểm dây ở đây, được chưa? Mặc định động cơ sẽ cho anh em 6 điểm. Tôi tháo hai cái thanh đồng này ra rồi thì cái chân U1 này thì tôi sẽ kết nối bằng cái sợi dây 4 chân ở đây, đúng không? Sợi dây 4 chân đây nha, tôi đại diện của tôi bây giờ là cái sợi dây màu xám là chân U1. U1 này sẽ nối vào động cơ, tôi sẽ nối vào vị trí chân số 1 cộng với dây xanh nhá, đúng chưa? Dây xanh từ chân số 9 đi sang U1. Ở đây thì anh em để ý luôn này, thì chân số 1 và chân số 2 tôi sẽ chập lại với nhau luôn nhá, được chưa? Chân số 2 không phải là chân nào cả, tôi chỉ cần kết nối bằng một sợi dây nâu, có thể là tôi sẽ kết nối bằng sợi dây vàng này luôn nhé. Tôi kết nối đây luôn số 2 nhé, 1 2. Sợi dây màu xám đại diện cho U1 nhé, anh em lưu ý. Sợi dây màu xanh kết nối từ chân số 9 sang thì đã giải thích cho anh em rồi. Tôi chập luôn vào đây. Ở đây thì tôi đấu phía dưới nhá, tại vì đấu trên thì hơi nhiều dây, còn sợi dây vàng thì từ chân số 2 đi sang. Ok, số 1 và số 2 tôi chập lại với nhau này bằng cái sợi dây vàng. Ok chưa? U1 ở đây tôi sẽ nối ra động cơ bằng cái sợi dây màu xám, anh em để ý chưa? Bằng sợi dây màu xám. Ở đây tôi có một cái sợi dây, 4 sợi dây ra động cơ. Cái dây xám này này, được chưa? Dây màu xám này tôi chập vào vị trí chân số 1. Chân số 1 nhá. Sau này tôi sẽ nối cái dây xám này ra vị trí chân U1 của động cơ. Được chưa? Mấy thanh đồng này anh em lưu ý là tôi đã bỏ ra rồi. Còn cái dây màu xanh ở đây là tôi kết nối từ bên đây sang, tôi kết nối từ chân số 9 sang. Rồi, bây giờ tôi còn lại một sợi dây nguội này. Sợi dây nguội của tôi sẽ kết nối vào chân số 3 và kết nối sang chân số 8.
ở đây nha, sợi dây nguội là cái sợi dây màu trắng và tôi có thêm một cái sợi dây màu xanh. Sợi dây màu trắng là sợi dây nguội của tôi nha, ổ cắm tôi đây nha, trắng đỏ lửa và nguội. Và sợi dây màu xanh thì bây giờ tôi sẽ kết nối. Đây tôi lại bị tuột mất nha. Sợi dây màu xanh này của tôi, bây giờ tôi sẽ kết nối sang bên đây nhá. Đúng không? Từ chân số 3 mà tôi đang kết nối sang chân số 8 này. Được chưa? Mà anh em để ý chân số 8 của tôi thì tôi có vị trí V2 này. V2 của tôi đây. V2 đây. V2 của tôi ở đây, được chưa? Số 8 đây. V2 thì bây giờ tôi sẽ lấy là sợi dây đen. Anh em lấy màu nào cũng được. Tôi chập lại sợi dây xanh này. Xanh từ bên đây nhá. Tôi lấy sợi đen. Sợi đen là V2. Rồi, tôi đã kết nối xong. Bây giờ thì tôi còn đúng hai chân cuối cùng, đấy là chân V1 và U2. V1 và U2 chéo nhau này, V1 U2 này, V1 U2 này. Thấy chưa? V1 vị trí số 5 này, U2. U2 là vị trí số 6 này. Chéo nhau ấy nhá. Được chưa? Tôi còn hai dây này, một dây nâu này. Tôi sẽ kết nối vào đây. Tôi đang kết nối vào V1, còn sợi dây cuối cùng, được chưa? Tại vì sợi dây xám này tôi có 4 dây mà, tôi sẽ kết nối tiếp vào cái vị trí chân số 6 này. Cái này là đã ok rồi. Còn cái đầu ra này thì anh em chỉ việc anh em cắm vào động cơ là nó sẽ hoạt động thôi. Nhưng mà khi anh em cắm vào động cơ thì anh em vẫn phải tuân theo những quy tắc như sau. Ví dụ như chân U1 là chân màu xám của tôi, tức là chân này, thì anh em bắt buộc anh em phải đấu đúng vào cái vị trí U1 thì nó mới hoạt động đúng, nếu không sẽ xảy ra hiện tượng chập cháy. Đấy là nặng, còn nhẹ thì nó sẽ không hoạt động đâu. Hay là cái dây đen của tôi ở đây, đúng không? Nó phải đấu vào V2 thì nó lại mới chính xác. Đấu vào V2 thì tức là anh em phải câu sang đây, thì chẳng qua tôi đảo hai vị trí dây ở đây, tức là V1 và U2. Thì bắt buộc những cái sợi dây nào anh em đấu trên đây, màu nó như thế nào thì anh em bắt buộc khi mà ra động cơ thì anh em cũng phải đấu nối đúng chính xác với những cái ký hiệu của trên động cơ thì động cơ nó mới hoạt động được ổn định. Thì giống như cái phần intro vừa rồi mà anh em đã xem ở đoạn đầu. Thì cái video của tôi đến đây là kết thúc. Thì anh em ai mà có thắc mắc thì anh em cứ mạnh dạn là comment xuống phía bên dưới của phần video này để tôi có thể giải thích được cho anh em. Rồi, xin chào anh em.